Sau sự cố khẩn cấp đi nhận trên cầu sáng ngày 17 tháng 7, quan chức địa phương cho biết Crimea đã yêu cầu dự trữ nhiên liệu, thực phẩm và hàng công nghiệp. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ việc là tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Một tuần sau vụ tấn công, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB tuyên bố Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine đứng sau vụ nổ. Phòng không Nga bắn hạ hai tên lửa Ukraine ở tỉnh Rostov và Crimea hôm 9 tháng 7. Thống đốc tỉnh Rostov Nga và thống đốc Crimea ở Nga sắp nhập năm 2014 tuyên bố lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ hai quả tên lửa của Ukraine. Trung Quốc nâng cảnh báo bão Talim lên mức gần cao nhất. Chiều qua 16 phần 7, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã nâng cảnh báo đối với bão Talim lên màu cam, mức cảnh báo nghiêm trọng thứ hai trong bốn cấp. Hàn Quốc tìm thấy nhiều thi thể người mắc kẹt trong đường hầm ngập nước. Trong vài ngày qua, Hàn Quốc đã phải gánh chịu những trận mưa lớn gây ra ngập lụt, lỡ đất nghiêm trọng. Sáng ngày 16 tháng 7, thi thể của người thiệt mạng do mắc kẹt trong một đường hầm ngập nước đã được tìm thấy. Các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những tin tức mới nhất và hot nhất trên thế giới.